Chủ công trình bảy tầng đồ sộ mọc trên đèo Mã Phì Lèng, tôi chỉ làm nó đẹp tốt. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Theo phản ứng dữ dội của dư luận về công trình 7 tầng đồ sộ mọc trên đèo Mã Phì Lèn, huyện Mèo Vạc, Hà Giang sẽ phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, bà Vũ Ngọc Ánh, chủ công trình chia sẻ, nếu lường trước được mọi việc như vậy sẽ không làm. Mọi người đều nghĩ tôi kiếm lợi từ công trình này, tôi chỉ làm cho nó tốt lên, bà Nguyễn Vũ Ngọc Ánh khẳng định. Sở Xây dựng Hà Giang đang chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lập đoàn kiểm tra nhà hàng, nhà nghỉ Mã Phì Lèn Panorama mọc trái phép trong khu danh thắng Mã Phì Lèn, huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Thông tin nêu trên được ông Lương Văn Đoàn, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết. Đồng thời, các đơn vị phải báo cáo kết quả kiểm tra trước ngày 9 tháng 10 để địa phương này có các biện pháp xử lý đối với công trình 7 tầng đồ sộ đang tồn tại trên đèo Mã Phì Lèng. Theo bà Vũ Ngọc Ánh, sinh năm 1962, trú tại thành phố Hà Giang, Mã Phì Lèng, Panorama do bà làm chủ đầu tư, ngày 31 tháng 5 năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc đất trồng cây lâu năm mang tên bà. Cách đây 10 năm, tôi mua mảnh đất này với giá hơn 70 triệu đồng, nhưng hồi đó chỉ là một mỏm đá hoang, trồng ngô cũng không được. Bà Ánh nói và cho biết, 4 năm sau, bà chuyển đổi từ giấy mua đất viết tay thành bìa đỏ, chính thức sở hữu mảnh đất này. Cũng theo bà Ánh, đến năm 2018, chính quyền địa phương có thông báo nếu mảnh đất này không triển khai thì sẽ bị thu hồi. Sau 8 ngày suy nghĩ, bà quyết định lên Mã Phì Lèng. Khi đó gia đình tôi không đồng ý vì nơi này hoang vu, nguy hiểm và không có nước, nhưng vì mảnh đất này gắn liền với kỷ niệm của bố và em trai nên tôi quyết định lên xây dựng. Chủ nhà hàng Panorama chia sẻ, nhiều ngày qua, dư luận xôn xao về công trình đồ sộ được xây dựng trái phép trên danh thắng Mã Phì Lèng đe dọa cảnh quan thiên nhiên khiến bà chủ cơ sở này cảm thấy buồn và lo lắng. Bà Ánh khẳng định, trước khi quyết định đầu tư và xây dựng, bà đã tìm hiểu kỹ và biết mảnh đất này nằm ngoài vùng đất địa chất. Tôi không hề vụng trộm, nếu vụng trộm không thể xây được như này. Trong quá trình xây dựng, tôi gặp rất nhiều khó khăn và huyện cũng đã hỗ trợ cung cấp đường điện. Tất cả ban ngành đều đến kiểm tra độ an toàn, chính quyền đã hỗ trợ tôi rất nhiều, bà Ánh trình bày. Cùng với đó, để đầu tư xây dựng được công trình này, theo bà Ánh, bản thân đã phải được sự giúp đỡ của rất nhiều từ bạn bè về kinh tế, cơ sở vật chất. Trước phản ứng dữ dội của dư luận về việc khối bê tông nằm trên nền di sản phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, người phụ nữ này chia sẻ, nếu lường trước được mọi việc như vậy sẽ không làm. Tôi thà gửi tiền vào ngân hàng và không bỏ mảnh đất này, mọi người đừng nghĩ là tôi kiếm lợi từ công trình này, tôi chỉ làm nó tốt lên, bà Ánh thổ lộ. Kể về việc công trình đồ sộ do mình đầu tư và đã được vào hoạt động nhưng thiếu hàng loạt các giấy tờ cấp phép khiến dư luận cho rằng sau lưng bà đã có chỗ dựa vững chắc, bà Ánh cho hay mình tự đứng lên bằng đôi chân của mình để xây dựng nơi này. Đằng sau lưng tôi không có một ai đứng hết, tôi không quen ông to bà lớn nào, người này khẳng định. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé.